Thưa sư phụ, ở trong mà thưa sư phụ, ở trong An Hòa Tự đó sư phụ, thì có những lão thành lớn thì không còn là đứng nói nữa. Con nghĩ là bây giờ Việt Nam mình là mấy ông lớn đi vô đó để làm đứng lên giảng cho ban trị sự của An Hòa Tự. Thì con gặp một ông lão rất là già, ổng ngồi chỉ là giữ xe thôi mà ông là biết, tự nhiên ông lại ông chào con lại ông, xong ông dạy con là con nên đi lễ đức ông đức bà. Nhà con cảm ơn đức ông đức bà đã tạo ra đức thầy để cho chúng ta có một đức thầy mai này vậy đó. Ông dạy con vậy, thì con đi vô trong ban trị sự con thấy toàn là những người Bắc vậy đó, mà người ta đọc sách giảng cũng rất là thuộc, là con nghĩ là của Cộng sản Việt Nam đưa vào, cho nên tất cả lão thành của ban trị sự Việt Nam không còn nữa, mấy ông là chỉ là về giường thôi. Nhé, em nói là mình live stream nữa nè hả? Yeah. Đó là đức thầy dư sức biết, Phật trời dư sức biết, mới đẻ cái lai Châu Lan đồ này nọ. Sao Phật trời không biết được? Giữa chánh và tà mà, khi mà họ là quỷ xuống thế gian thì họ đâu có màng gì Phật. Trong đức thầy có nói, quỷ lộng hành chẳng kể thần tiên mà. Thì cái pháp nạn nó như vậy, để sau này khi mà đâu qua đó chuyện gì ra chuyện đó, họ mới quản hồn, họ mới tu hơn, đúng không? Họ mới tinh tấn hơn. Càng đau khổ, càng bất công, càng giả dối chừng nào thì mai mốt cái thật nó càng hiện rõ hơn chừng đó. Cũng giống như con nặng mụn, không phải nặng tới còi luôn á, không giống như nó mọc lại gì, còi nó mọc bự, chó mọc đã. Đứng gì phải sợ. Mình có hội đồng chư Phật, mình có cha trên lo cho chúng ta rồi. Bổn phận chúng ta và bổn phận những tín đồ hòa hảo chỉ có tu thôi. Còn chuyện ai giả dối, ai muốn làm quyền hay là tạo phe gì đó, lỗi của họ. Chúng ta mỗi ngày cái đọc kinh ngồi thiền, chờ Phật xuất hiện, chờ Đức Thầy xuất hiện, ngày hứa ngày sẽ làm. Thì tín đồ hòa hảo cũng vậy, không phải ngồi chờ ta. Mình không có gì mà phải lo mấy chuyện đó, chỉ buồn, bức xúc. Giống như kiểu Cao Độ đây nghe cũng bức xúc, đúng không Cao Độ? Tự nhiên đền thờ hòa hảo cái gì của mình cũng bị giả vô. Cái này vừa đã nói cách đây mấy năm trước, Đức Thầy nói cả Yên Tử, đây Đức Phật Hoàng là cũng là sư phụ của Thiên Tấn Kiệt này. Lúc đó Đức Phật Hoàng về nói con là phải chịu khó độ chúng sanh, và con cũng phải để ý trong đạo của ta là Yên Tử nó cũng có giả nữa, nó nghe con coi chừng. Rồi Đức Thầy cũng có dạy trong hòa hảo cũng có giả, trong Vũ Sơn Kỳ Hương cũng có giả, Phật giáo thì quá trời giả rồi, mình không nói nữa, miễn bàn Phật giáo, đúng không? Nhưng mà trong giả nó cũng để chi, để dạy cho sau này khi mà lập lại cái đời mới á, chúng ta đoàn kết hơn. Và đồng thời một lần này trong lịch sử nhân loại nhà nước Việt có một cái thể chế yếu hèn, bán nước, chưa bao giờ Đảng Cộng sản dám tuyên bố là tôi đây ghét Tàu, dầu cho nó tấn công năm 79 cũng không dám nói nữa. Người gạt ma cũng không dám nói, Hoàng Sa năm 74 cũng không dám tuyên dương nữa. Thì mấy vị nói vậy thì là gì? Xã nghiệp. Mà người nào mà làm cái mối hàng đó là người đó đau khổ nhất. Ghét, mà con ghét một cái người nào mà con phải thương nó đó, nó khó hơn là con bình thường với một cái người ghét, đúng không? Tại nếu không thương nó thì giết nó sao?
Cho nên cha nói, chư vị nói là sau này sư phụ cái nhiệm vụ này khó lắm, gieo cái đạo xuống là 50%, trở lại 3 ngày trước là thu làm được 50-30%, 50%, còn 50% còn lại, phần nửa còn lại là chưa, là phần đời. Phần đạo là cái thảo cái tâm đã ra đời rồi. Mỗi một ngày bao nhiêu nghìn người quay hướng về với cha mẹ và hiểu sư phụ, thì còn bao nhiêu người còn lại thì từ từ họ cũng đến sau thôi, đến sau rồi đến trước thôi. Chỉ phần còn lại là trong tương lai. Tại sao lâu nay sư phụ cứ lo politics, lo mấy gà, lo mấy thằng quốc hội thị trưởng này nọ, sao lãng đi cái núi, cũng không có đọc nhiều kinh nữa. Bây giờ là đọc kinh con, bữa lâu lâu đọc lại với mấy đệ tử chỉ nhắc chừng thôi, chứ xưa là sư phụ là đọc lào lào đó, cao đồ tắc đó. Rồi mọi thằng có cái chuyện mất hứng đó. Không, của con không có bị cao đồ đó, nó để gần cái lo đó, ông ngồi cái đó, ông cầm cái đó là bị rồi, cho nên không có ngồi đó. Đừng có đưa microphone để cao đồ bữa nay, tại ngay cái đó là cái lo đó, nó hú muốn nó mài con đi góc cát ngồi. Làm sao mình mới hiểu, nó có nhiều đó thôi mà không có cái mà rồi đi làm mà quân sư thiên tử chết luôn, không dám đâu. 50% còn lại đang chờ, đang chờ trong những tháng kế tiếp á. Cơ trời á, nó đi tiếp tục đi đến khi nào mà rất là náo động trên thế giới, đi đến Trung Đông cho tới Nga, cho tới Biển Đông đều có chiến tranh rộ lên cùng một lúc, thì lúc đó đó Đức Thầy với Hùng mới xuất hiện ở nước Việt Nam được. Còn bây giờ thì mới có đói sơ sơ thất nghiệp thôi. Người giàu họ vẫn còn có tiền, họ không có sao. Nhưng mà những người dưới quê mà không có việc làm, họ đang đói. Bởi vì ở trên nói chỉ có dân đứng lên, dân đòi những gì trả lại cho dân. Các ai biết ca bài đó không? À đúng rồi đó. Hiện giờ dân phải ca cái bài trả lại cho dân, thì lúc đó Đức Thầy mới xuất hiện được, hiểu không? Trả lại cho dân. Còn cái phần còn lại những người mà chết trong những ngày kế tiếp á, là họ có đủ phước để họ sống, để mà coi cái lập đời thượng quân hay không, lập hội long qua hay không thôi. Trong những ngày kế tiếp họ phải biết tu, biết ngồi thiền lập kinh, chứ họ không có thể ngồi đó chờ này chờ kia, chờ Thiên Đấng Kiệt về, chờ Đức Thầy về, sẽ có về, sẽ gặp. Nhưng mà từ đây tới đó nó còn đoạn đường, nó khoảng thời gian ngày và tháng năm thì không có biết, người chỉ biết là nó rất là gần thôi. Xin sư phụ, có một điều tôi muốn trình với sư phụ là trước thì tôi có nói nóng lên hả? Cái này cái nóng tiền đó, bật hai lớp nóng cổ luôn, chậm quá, bớt chậm. Không ơi, đeo có cái đường hướng để khi mà giống như cái bình chữa lửa vậy đó, lỡ bỏ nó có chuyện gì dành nó biết. À, ngày nào tôi cũng thấy cái này trên mạng thì này đúng rồi đó, tôi lấy này ra, đó là mục đích vậy đó. Rồi sao cả đồ nói đi cả đồ. À, kính thưa sư phụ, có một điều mà đệ tử chưa nói
là thời gian Đức Mùng Giáo Chủ ngày xuất hiện ở tổ đình, thì song song với đó có một cái vị ở Hà Nội cũng có tư cách như ngài và tất cả. Thì song song với thời gian đó thì ở Hà Nội có xuất hiện một cái gì, cái lời lẽ tiên tri, cái thái độ, cái sinh hoạt hàng ngày của vị đó tên là Lý Đông A, và nó trùng khớp nhau như là hai giọt nước như thế. Như Lý Đông A nói gì? Thì ông nói về cái sống cơ, ông nói về tương lai, rồi ông nói về vấn đề mà cái vận hội sắp tới, hội năm qua đó. Thì những cái gì ngài nói đó, ở Hà Nội mang đi anh từ là riêng là Lý Đông A, nhưng tất cả đều là trong cái hàng này những vị cao lão và một vài người còn sống. Về rồi tôi có hỏi lại kỹ những người đó, thì những người đó nói rằng chúng tôi tin là thầy hóa thân ở miền Bắc để chuẩn bị sau này, cho nên cái dân miền Bắc theo tôi nhận thấy cũng số tu lại. Nhưng mà những cái gì ông Lý Đông A nói còn nhớ không? Bởi vì lúc đó thời gian song song thì tôi mới 5-6 tuổi nên tôi không có tìm hiểu. Nhưng mà lâu lâu mình nghe lại câu chuyện nó nhắc để hỏi thăm thì thấy có cái điều trùng hợp như vậy. Như vậy thì sau này tôi mới tạm kết luận rằng đó. Tôi nói đi, tụi mình nghe, do cậu cũng đáng nghe. Tôi tạm kết luận rằng đó, thì bề trên cũng đã sắp đặt sẵn rồi. Bởi vì bề trên vẫn biết rõ ràng rằng ở miền Bắc là vô thần quý vị, cho nên nó xuất hiện một vị thánh, gọi là thánh chứ không gọi là Phật, thì cũng thông báo, rồi cũng nói về tiên tri, cũng là dự đoán những cái gì sắp y như Đức Thầy. Bởi vì bằng chứng đó, lúc mà Đức Thầy mà ngài mà ra đời ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, 3 giờ chiều ngài mới trai cháu của ngài đó là đặt bản án để ngài trình với Ngọc Đế là ngài mở đạo giải đời. Thì chiều hôm đó đứa con lúc đó chưa có tin, thì đức bà mới đức bà quy với thầy rồi mà đứa con không có tin đi. Thì bữa đứa con mới nói với đức bà theo thầy Tư, thì nữa bà có về Tây Phương để tôi níu áo và tôi đi theo với. Đức thầy đang nằm ở cái ghế mà đó, ghế phố tre quý vị chứ không phải như bây giờ đâu. Rồi mới bật dậy mà nói nè, tôi nói cho ông cả biết nha, nếu sau này ông cả chết trước bà cả thì sao? Mà thiệt, sau này đức ông chết trước đức bà 6 năm. Rồi đức ông tu muộn lắm, thì bữa đó những cái bệnh mà ở xa nghe tới đó toàn là bệnh ấy không à. Ví dụ như những người mà chết rồi thì thầy mới xuống thầy ngoắt, thầy kêu nó kêu ông chồng đó là trở lại để thầy trị cho. Nói thưa ông ơi, vợ tôi đã chết rồi. Thầy nói được, ghé đi tôi cứu cho. Thì ghé vào thì ngày mới bầm lên xả ruột, bởi vì xanh mặt mà hết thở rồi. Cho nên nghe lời thầy mới gượng mà bồng vợ lên, thì đức thầy mới biểu nó thôi xuống múc xuôi nước ở sông Tiền á, là tô nước đem lên. Thầy nói không được, ông múc lộn rồi, ông lúc nãy múc xuôi ngược nước mà tôi biểu múc xuôi nước. Ông nhớ trực cũng chạy nhanh xuống xuống múc theo chiều như cái chiều nước vậy đó, thì ông múc gì mới đúng, còn kia hồi nãy ông múc ngược lại. Cho nên thầy biết, thầy mới bảo vậy, thì xuống ông nghe lời rồi thầy mới dùng cái nước đó. Thì phun từ đầu xuống tới dưới chân, thì vài phút sau là bà mới mở mắt. Đợi chút nói chuyện thêm chút.
À, thưa thưa xin phép được nói. Hồi nãy giờ nói không nghe. Quên. Tại vì ra gặp đệ tử thầy nghe quên chưa. Dạ. Dạ rồi ok. Đứng làm nhắc lại nãy giờ cái cao đồ nói gì. Nói cái ý ổng thôi. Để ra gặp chụp hình cái quên chứ. Lý Đồng Hà. À, nhắc lại đây không? Con chỉ nhớ là cao đồ nói về cái vụ Đức Ông với lại Đức Bà rồi đem Đức Bà đi chữa bệnh vậy đó. Không phải. Quý vị, tôi nói là tôi nhớ để tôi cho phép nè. Để tôi đâu mà lại lại. Để thôi. Coi lại nó lại. Giờ quý vị sao? Xin phép. Ok, giờ cái chủ yếu của mình á là mình đang nói là dân tộc Việt Nam thay vì cái ngồi ngóng cổ chờ Đức Thầy xuất hiện thì họ phải đứng lên, họ làm cái gì trước Đức Thầy mới xuất hiện. Để Đức Thầy có nói một câu, Đức Thầy sẽ không có hợp với cái thể chế này. Nếu còn có công an á, hay là còn có những cái gì mà hiện giờ á, đừng có hòng có Đức Thầy hay là có kiệt xuất hiện. Nhưng mà... đó là cái chuyện thực tế là như vậy. Thưa sư phụ. Ok. Đúng. Đức Thầy đã có nói vậy mà. Hồi xưa Ngài xuất hiện nó đi giết Ngài rồi. Ngài đâu có khờ để xuất hiện lần thứ hai kiểu này để cho nó giết. À, xin phép một phút nữa để tôi trình với quý vị để biết cái câu chuyện mà lúc mà Đức Thầy cũng đâu có đi về Việt Nam lúc này đâu. Giờ khi nào nó mướn thằng là dân chơi vô đây mà mới quýt lộn với mình đây. Khi vụ tôi nói lên rồi thì có thể tôi không có về Việt Nam nữa, tôi không có sợ. Dạ thưa khi vụ là nói về lý hôm nay thì tất cả các nghĩa vị mà cao tăng bây giờ lớn tuổi cả thì 90 mấy tuổi đó thì một số còn sống. Tôi có đến thăm họ, họ nghe tôi bên đây, rồi hỏi đâu, tôi nói tôi ở San Jose, ông nói San Jose ở nơi nào mà tôi chưa có biết. Mà ông đâu ông hay con để cái cảnh đó đi. Cho nên... chưa cái mặt ổng lên hiện ra, nghe tiếng nói đâu có nhận gì được. Ok, rồi nói thoải mái. Thoải mái, dạ. Thì nói về lý con ai cho sao như vậy thì trong cái hàng mà cao lão, còn số còn sống đó, tôi đến thăm sự với ông, các ông thì các ông cho biết là Lý Đông A chính là hóa thân của thầy. Tôi hỏi làm sao mà chú biết, thì ông mới nói hồi trước đây đó, trong lúc mà ngũ đại truyền thừa thì có một cái lần Đức Phật Thầy hóa thân làm khi gã bán phai, ông xuất hiện ở dùng ở núi Cao Đốc, Long Xuyên, núi Sạch, rồi xuống cái mấy tỉnh ở miền Tây. Nhưng mà ngày trước ngày 2 năm không có để lại dấu vết gì hết, cho nên không phải là ngày, tức là ngày quá thân là Đức Phật Thầy quá thân thành động khi giải phóng vai. Sau đó 2 năm giáng mặt rồi thêm 12 năm sau thầy mới ra đời. Thì như cái lời của các vị cao lão cũng cho tôi biết như vậy, thì cái niềm tin của những người mà tuổi trẻ thì thưa quý vị, theo tôi nghĩ cái ít biết thật. Tại vì họ sống lên, lớn lên trong cái sự giáo dục của Cộng sản, cho nên rất nhiều họ cũng ảnh hưởng, cho nên nó không biết chuyện đề quá thân của thầy ở miền Bắc đâu. Thì những người mà lớn tuổi thì như vậy đó, thì kết luận ra là những người ở Hòa Hảo mà lớn tuổi cùng thời Đức Thầy thì họ tin rằng đó, bề trên đã sắp đặt trước chính ông Lý Đông A tức là hóa thân của thầy đó. Vậy bởi tôi tin rằng một khi là xảy ra rồi thì tất cả, bởi vì những người bị nhồi sọ quá rồi họ mới có thể là họ tin theo cái vô thần thôi, còn cái đa số thì vẫn là tin ở quyền di sắp xếp của Phật, của Ngọc Đế.
tới đây tôi xin giảm tạm dừng ở đó. Còn đứng về phương diện cá nhân tôi á, tương lai tôi thấy rằng á, vô thần sẽ chết như vậy, chắc chắn sẽ chết. Bởi vì tất cả những gì sư phụ nói đó là đúng, không có sai một cái dấu vết nữa. Mà Đức Bình Giáo Chủ Ngài cũng đã tuyên cái gì thì cũng không sai gì hết. Cho nên giữa Đức Bình Giáo Chủ và Đức và sư phụ mình đó, có một cái điểm giống nhau là tất cả mọi gì đều được thông báo. Mà chúng ta may mắn gần cây dù này để chúng ta được ẩn, đó là cái đại phúc thưa quý vị. Mất ý rồi đấy, tôi trả lời. Con thấy những ca sĩ, những tài tử hay những danh hài hoặc là danh ca, mà nếu mà danh ca giọng tỏ không lâu quá, quá giờ đi bộ vui lắm mà con không có đi chung. Hậu nghiệp đứa đệ tử dễ thương hay như là cộng qua sư phụ dẫn đi hai kinh nó exercise. Mình nói vậy, ví dụ như Lợi Thủy nha, Thanh Kim Huệ nghe, Minh Phụng, Minh Dương, ca giọng cổ đúng không? Úc Bạch Lan, giọng cổ không? Cũng cùng là giọng cổ đi. Thì cái qua ông Diệp Lan ngày mới chết ngày một tình rồi đúng không? Thì một người nào có khiếu vai gì? Ví dụ Minh Phụng thì chuyên đóng vai là quỷ kiến sầu hay là cái gì áo vũ cơ hàng phải không? Đại hát là gia chánh không à, nghèo nghèo bỏ khổ rồi, không tình yêu rồi, lẩm cẩm rồi, ẹt cho người yêu rồi, thương rồi phải không? Cuối cùng là tình đứt trọn rồi không? Còn ví dụ Diệp Lan thì đám trai mấy ông hơi căng căng ấy ác rồi không? Như sò ốc hớn rồi, căng căng rồi lên đó. Thì rồi ngược lại, những người bên tăng nhạc thì người nào mà hát nhạc cũng vậy, nhạc rap là kêu nó hát nhạc bolero đâu hát được. Rồi thằng hát bolero kêu nó hát xì lô cũng khó hát nữa. Hay là Phật, hay cái tập khí của chúng ta là như thế. Đức Thầy hay là kiệt này cũng vậy. Thế mà một đời người so với con người thì nghĩ là quá lâu, là vì chúng ta quá khổ quá lâu. Thật sự mấy người giàu họ đâu có thấy lâu gì đâu, họ tối ngày họ nghĩ chuyện ăn chơi với đi tùm lum không à. Những cái gì mà nói cùng một ý nghĩa đó là từ trong tâm, từ trong cái lại ra thức mà nói. Như ông Lý Đông A, ngài Đăng Trình, Lô Bá Ôn, những cái nhà mà tiên tri lỗi lạc thời xưa cho dài cho tới Ngũ Đại Truyền Thừa Đức Thầy Đan, Đức Bình Phú Sổ thì đều giống nhau là có tận thế. Quý vị nhớ có chữ tận thế nha. Mà hiện bây giờ mình đã đang ở vào cuối của tận thế rồi, mà bao nhiêu người mà kia hiểu là mình đang có tận thế không, cũng vẫn còn rất là ít. Nó ngu đến độ đó, cực kỳ ngu. Quá Covid nhiều nó còn chưa nghĩ là tận thế thì là một người hết. Đó là lý do tại sao không phải người nào cũng giống người nào. Ví dụ cha trên trời, cha cho sư phụ xuống trần, vừa đạo vừa đời. Cái mục đích cuối cùng là đưa nhân loại nâng lên một cấp, nâng lên một cấp và đi truyền đạo khắp thế giới. Từ đạo hồi, từ lúc mà làm vua của Tây Tạng là ông Sron Champo, đưa đạo Phật đi vô nước Tây Tạng cũng là kiệt. Cái gì mà nó có cái năng khiếu trong cái lại giải thích của đứa con nào thì cha cho đứa đó. Đức Thầy cũng vậy. Một vị Phật chịu khó đi xuống trần, ở trên trời sư phụ cũng là quân sư, cũng là dạy kiệt. Đây là đệ tử Phật A Di Đà, cũng giống như Thượng Thế Siêu vậy đó. Xuống trần thầy trò lúc nào cũng phải đi chung, chứ đi một người sao làm việc. Mình bê mình chèo á, cũng phải có người chèo lái chèo mũi. Thời nay cũng vậy thôi. Hồi thời Phật Thích Ca còn đại thế, tất cả các con không biết có hay không thì cũng chưa có kiểm, chưa có bỏ vào máy scan thì chưa có biết rõ. Nhưng mà phụ biết rõ thời đó phụ ở sát bên Phật Thích Ca
từ thời đó cho tới thời hôm nay. Thì những cái gian nào mà mấy con cứ nghĩ là giống giống vậy là nó nè. Đó không phải một người bình thường mà làm được đâu. Bây giờ con kêu một cái ông thợ lót gạch, ông chuyên môn lót gạch bự, thì cái nghề của ông là chỉ có lót gạch, chứ hàng lót họ bút floor mà giờ lót gạch sao lót. Nhưng mà mỗi một cái giai đoạn trong loài người chúng ta có những thiên tử, những ông anh cô kìa làm những cái chuyện khác mà nó thích hợp hơn, thì cha cho cái người đó đi làm cái chuyện đó. Lý Đồng A, Hồng Nguyễn Minh Khiêm, Nguyễn Phú Sổ, Thầy Đan hay là cái gì mà hãy nói chung cho ngày tận thế để lập hội long qua thì là nó luôn á. Diệt trụ dương, ghét cái ác là mình ghét dễ sợ. Mỗi lần coi mà phim phong thần ấy, thấy con hầu ly chín đuôi ấy mà nó to. Bệ hạ thần thèm ăn tim của ba ác khảo. Mà coi lúc đó là mình nóng máu. Cái thằng vua này ngu thiệt, vậy mà kêu một ông tướng giỏi của mình nó móc tim ra đưa cho anh gậy mí nha. Chú ruột đó. Hả? Chú ruột đó hả? Dạ, cái... vậy cũng nghe. Hiện bây giờ cũng đang có những chuyện như vậy đó. Hiện bây giờ nè, mới vậy coi Việt Nam, xã hội Việt Nam mình bây giờ nè, mấy ông bộ trưởng, mấy ông lớn đều là sau lưng có con gậy mí cà ho vậy đó. Nó hò hò, anh ôi, ở kia, em muốn cái này, em muốn cái kia. Nãy mà, mình đang đọc cái chuyện, nãy mình nói về mẹ phải không, mẹ cho cái bài Kính Thiên. Chính thiên bài kệ cơ trời con ơi hãy nhớ mấy lời mẹ khuyên đúng không? Thì làm bài Kính Thiên làm kim chỉ nam cho trái đất mình. Rồi mẹ có nói là mẹ đưa cái đạo Thiên Tâm ra để mà đưa con của mẹ về trời đúng không? Mấy con nghe lời mẹ nha. Đặt truyền Thiên Giáo tức là đạo Thiên Tâm á. Mẹ mong con về nè. Cái này có nói cái câu hay nghe, cũng vì tà mỹ xa tình mẹ con. À, tà mỹ à, cõi trần trẻ nhiễm mùi ngon. Dưới trần này á, con nghĩ cái gì nó ngon không? Bây giờ đưa ai nói cái gì mà ngon nhất của trái cây của thế gian đi. Hiện giờ xung quanh mình có trái cây gì không? À, trái gì ngon nhất? Hả? À, mình nói trái ổi cũng ngon nữa không? Đúng không? Ở quê con ăn trái ổi, con ra ngoài sau vườn con nghĩ xuống hộp ổi đúng không? Vài năm sau nó ra cây ổi con ăn tiếp, con nghĩ cái đó nó ngon không vậy? Không biết, mình thấy ngon. Đúng không? Mình nói dục. Mình không biết. Cho nên thế gian này mình cứ tưởng là ngon, nhưng mà là chuyện nó không có gì ngon chứ. Nên mẹ nói nè, dưới trần dễ nhiễm mùi ngon, dây quanh lục đạo mẹ mòn ở trong. Mình cứ nghĩ là mình thương con thương cháu mình tới ngày chết, trời ơi bà xa con xa cháu rồi. Nghĩa là mấy bà ngoại mấy bà nội á là mùi ngon cái này nó chung luôn cả ái và cả mặt siêu là vật chất tiền tài. Đến lúc mà cận tử nghiệp liếm tiếp con cháu mình là tái sanh là ngay lập tức. Có những lúc á, có một câu chuyện mà thiệt á, là một cái bà ngoại bà tái sanh cuối cùng á, bà đi cưới thằng cháu bà đó. Mấy đệ tử có nghe cái đó không? Là thương quá, phải đầu thai rồi cuối cùng cưới lại. Có nữa đó. Cho nên mình đừng có bị dính mấy cái đó nghe. Tại vì khi lúc mà cận tử nghiệp á, cái thần hồn của mình nó quan trọng lắm.
nên ngày nào sư phụ cũng dạy là mình phải biết chỉ có cha với mẹ thôi, thằng chồng mình chịu nó không nổi thì mình lên đó, mình không có cần phải gây lộn, để nó ăn bên đi, ít nhiều á của cha dễ nấu, chồng xấu cũng dễ xài, nó cũng có xài được vài món. Mình expect 10 thứ mà nó ăn được 10 thứ, một thứ mình cũng ok. Thì ngày mình ra đi á, mình nhẹ nhàng đi về với cha mẹ. Chứ còn như cái kiểu mà bà ngoại mà tái sanh trở lại làm chồng của đứa cháu của mình á, thì cũng còn ok. Có nhiều lúc á, tái sanh vô trong nhà đó luôn, mà lỡ con chó đang có bầu á, đâu hay là chó trong nhà nữa đó, có hết rồi. Tức là mình muốn gần gũi, cái ái nó nặng quá, thì bất chấp đầu heo hay là chó gì vô trong nhà là được rồi. Huống hồ chi bây giờ mình giữ cháu ngoại để cho con cái mình á, nó đi làm giàu. Mình giữ cũng nên giữ, nhưng mà có giờ, phần còn lại mình phải lo cho cái hồn của mình á, nó đi về đâu. Thế gian này không có gì ngon hết chứ, ăn hổi ăn chứ là hổi, ăn tới ăn lui vậy mà khen ngon. Gia này, Nam Mô Nhất Thiên Ngọc Đế, đấng vua trời vũ trụ các vì sao, tầng 36 Đại La Thiên Cảnh, 3.000 thế giới, 72 địa cầu. Cái quả đất mình là số 68, là một cái quả cầu, một cái địa, một cái nơi mà có cái sự sinh sống trẻ nhất trong tất cả các hành tinh. Mà nói nó trẻ chứ nó có hàng tỷ năm rồi đó, từ lúc nó thành lập tới giờ. Qua bao nhiêu đời, bao nhiêu những giống người trước chúng ta, có người Atlantis nè, có người dài 30 feet, có hết á, người khổng lồ có nữa, hiện giờ xương nó cũng còn. Tới thời chúng ta đó, lên 8 tỷ người thì như vậy. Trong tương lai mình có thể lên tới mấy chục tỷ nữa đó. Nhưng mà mình phải có một cái cách sống khác thì mình mới chứa được cái dân số lên đến độ đó và thức ăn. Và đồng thời á, mình phải bảo vệ môi trường thì mình mới có thể thêm nhiều dân số và bớt bệnh tật. Cái thời đại đó là thời vàng kim đó. Có người ít cái bệnh tật, nhiều khoa học kỹ thuật nó sẽ văn minh, người hành tinh sẽ đến giúp chúng ta những cái gì mà họ đã biết được. Họ là một cái garden lúc nào cũng bảo vệ, lệnh của cha mà, phải bảo vệ mình, không có được để cho mình quậy quá, mà cũng không có được để cho mình khổ quá. Lâu lâu á, cho một cái thằng cực kỳ khôn giống như thằng Alamos, mình đâu bây giờ mình hồi lúc thụ qua cái vùng này, không ai tưởng tượng ra được có một ngày chiếc xe chạy không có tấm miếng xăng. Ai dám nghĩ ra không vậy? Chưa bao giờ ai nghĩ ra, đúng không? Rồi mình coi phim bằng cái video thép bự khổng lồ, phải không, chạy vòng vòng cái tiệm này, ai qua đây 30-40 năm sẽ hiểu. Cũng chưa bao giờ nghĩ hôm nay không cần tốn đồng bạc video hết. Tiếng nghe Barry cách đây bao nhiêu năm mình cũng phải mua đĩa mới, phải không? Hôm nay lên YouTube là có hết. Thấy lợi hại không? Còn cái lợi hại nữa, chưa bao giờ ai nghĩ cái điện thoại mà nói chuyện ở ra Mỹ mà về Việt Nam mà thấy cái hình ảnh nữa. Hôm nay FaceTime láng hết, chẳng có nguyên nhóm nữa. Lợi hại không? Rồi cũng chưa ai bao giờ nghĩ ra được mình có thể nuôi đứa con mình. Thì quen với mấy người thì nói trên mạng nó kỳ, dễ nghe, ủ hoài nghe bọt bọt chán quá. Ở Việt Nam gửi hai đứa con đi học ở Mỹ nhỏ xíu à, mà nuôi bằng gì con biết không? Nuôi bằng FaceTime không à. Chiều là kêu nó để cái điện thoại thấy cái mặt nó, con nấu gì đưa cho mẹ thôi, con bỏ muối nhiều á nghe, con ăn gì. Cái là nuôi mấy năm trời bằng FaceTime, hai đứa nhỏ đi học Mỹ. Rồi cái bữa nào là thứ bảy cái nó có bồ,
lúc là nó cần phải hung hít cái bồ hay nó đem bồ cái gì chơi nó phải tắt cái điện thoại đúng không, mẹ nó gọi hoài không được cái bệnh nổi lửa lòng lòng đứng ngồi không yên đúng không, thì mất khoảng chừng 20 tiếng đến lúc mà điện thoại nó mở lên được là nãy giờ con đi đâu, mấy ngày con đi đâu, ra dữ dằn lắm. Ô và cái điện thoại con hết pin con quên trả. Ông nói đại khái tại ông mà nghe bả là bả kể chuyện mà mới nuôi con bả kêu con cười muốn chết, lần đầu tiên cái ông nghe câu chuyện đó có thiệt đó con, mướn cái phần mình đó ở đây nè hai anh em, thằng kia cũng vậy, tức là monitor giống như camera nó là điện thoại vậy, bả để cái riêng dành cho tụi nó lúc nào cũng để như à, nuôi con còn thay thang. Ở một cái xã hội văn minh vậy thì mình phải biết đó, là trong tương lai á cái hồ nó có người hành tinh sẽ đá banh chung với người mình á, à 12 thằng 4 feet đá banh chung với 12 thằng 7 feet đó mới coi ai là ai đã thắng hả, à? Hành tinh thắng hay mình thắng hả, à? Làm gì mình thắng nó nổi. Người hành tinh nó nhỏ con, có nghĩa là nó không cần phải ăn nhiều như mình, nhưng mà nó chạy lẹ lắm, con thấy nó nhảy như là khỉ à, còn người của mình cũng là bằng xương bằng thịt làm sao mình đá lại nó. Thí dụ như nó nhảy trái banh mà đá vô cái góc chữ A đi, nó chỉ nhảy lên đánh thôi, nó sẽ thắng hơn mình, tuy nó thấp hơn mình sẽ thắng. Con thấy trong phim nó mấy cái tụi nó quay thiệt á, tại vì nó jump được, nó bay được. Chưa tính nữa, nó có cái loại thần thông, nó gọi là mình nói dễ hiểu nhưng mà thuộc thông minh á, cặp mắt của nó đó, nó thâu được. Ví dụ cái banh mà vừa vô nó nhìn cái banh nó thể đi hướng khác đó, đâu phải dễ thắng nó đâu. Sẽ có trong nhân loại của mình bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, huống hồ chi mình trở lại câu chuyện nãy giờ mình nói, Đức Thầy là Phật hứa với chúng ta ngày xuất hiện thì làm gì ngày ông xuất hiện, thứ nhất. Thứ hai, tất cả các thể chế là bữa phố bồ sa phỏng vấn kiệt á, nó giống như nhà bây giờ nấu nhà hàng phở, giờ cái gia vị này không ngon rồi sạn được thì dẹp cái gia vị này, nó là một cái thể chế đến rồi đi, từ thời vua Bảo Đại xong rồi tới đại nhất cộng hòa là ông Diệm cũng không xong cũng đi, ông Thiệu không đánh mà thua cũng đi, bao nhiêu một cái triều đại đến rồi đi, nó là một cái phù du. Huống hồ chi ở bển mà ai nói là Bác Hồ muôn năm rồi á, bây giờ ở bển những cái câu mà như mà lúc mà mới giải phóng vô á, mấy con coi sẽ không còn nữa, những cái bản giống như không có gì quý hơn độc lập tự do đúng không, bây giờ đi khắp cả nước Việt Nam coi kiếm được cái bản đó, ai mà kiếm được cái bản đó mà chụp hình được á, chị khen người đó giỏi. Rồi không có cái bản mà có chữ là rừng vàng bạc biển đó, hồi xưa mấy ổng hay để mấy cái đó đó đúng không, không mà để lên đây cho thật coi cho mấy cái bản không có gì quý hơn độc lập tự do, tức nào có để hình qua đi là có các bạn không có nhiều cái thằng độc lập tự do. Tất cả mọi thứ đều thay đổi hết. Cái mình buồn ở chỗ này á là như đời ông nội đi nhồi sọ thì ông nói gì nè, giờ tới đời con, bây giờ tới đời cháu cũng bị nhồi sọ, mà họ không bao giờ họ có cái chánh kiến để biết là mình đang ở bị ngu ngủ á. Có thì nước Việt á nhiều lần mấy vị nói nhiều lần là xém trở lại đồ đồng đồ đá, nước Việt mình xém chút trở lại đồ đồng đồ đá.
Bây giờ những lời hay, những lời tốt của người hải ngoại nói vô không bằng một mấy cái thằng mà nó ăn chơi hay những cái xa xí phẩm ở bản. Cái đó người ta nhảy vô người ta coi nhiều lắm. Tại cái tâm con người bây giờ không còn nhớ về trời, nhớ về Phật nữa. Họ chỉ nhớ về cái gì gọi là sướng thì không là xài tiền rồi hơn thua cái ngã, tức là họ có nhiêu họ khoe ở ngoài hết. Người Việt Nam thí dụ như ai con muốn ai biết ai giàu á, trừ khi nó quá nhiều tiền đảng viên nó sợ nó giấu tiền nha, còn bình thường á là đeo đầy hết, nhẫn lớn nhẫn nhỏ có cái gì đeo, xe gì mua vô